tranh cãi việc diễn đàn phụ huynh chỉ trích cách Wan Zhang, Ever phản ứng với một cậu bé. Wan Zhang, Ever đang phải đối mặt với những lời chỉ trích từ một diễn đàn của các bà mẹ sau những phản ứng của cô khi một cậu bé tiến đến, tiếp cận trong quán cà phê. Nhưng cũng có rất nhiều ý kiến bênh vực nữ idol trong trường hợp này. Gần đây, Wan Zhang đã phải nhận nhiều chỉ trích trên một diễn đàn gọi là quán cà phê dành cho các bà mẹ. Chuyện là một cậu bé khoảng 10 tuổi đã tiến lại, giơ tay định chạm vào Wan Zhang khi cô đang bước vào một quán cà phê. Wan Zhang có vẻ đã bị bất ngờ và lùi lại phía sau trước khi một nhân viên hỗ trợ trong đoàn kéo cậu bé ra. Khoảnh khắc thoáng qua này đã bất ngờ làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên diễn đàn quán cà phê dành cho các bà mẹ. Nhiều người chỉ trích Wan Zhang đã cư xử lạnh lùng với một đứa trẻ và rằng cậu bé chỉ muốn chào hỏi vì trông cô ấy thật xinh đẹp. Ý kiến khác thì cho rằng Wan Zhang có thể ngạc nhiên, nhưng cậu bé chỉ là một người hâm mộ vô hại, Wan Zhang không nên phản ứng khó chịu như vậy. Một số ý kiến tỏ ra gay gắt, thậm chí xoáy cả vào Gaun, thành viên đi phía sau, nét mặt của cô gái với mái tóc ngắn phía sau, ý nói Gaun còn tệ hơn, thật không phù hợp. Hãy nhìn ánh mắt trừng trừng của cô ấy và khoảnh khắc bất ngờ đó thể hiện cách cư xử thực sự của bạn. Cô ấy chưa bao giờ là người có bản chất dịu dàng. Tuy nhiên, cộng đồng fan K-pop nói chung và fandom của Ever nói riêng không đồng tình với những bậc phụ huynh này. Đa số ý kiến cho rằng những bậc phụ huynh có đánh giá thiếu công tâm về tình huống khi chỉ trích Wan Zhang và cả Gaun nặng nề như vậy. Các bình luận đồng tình rằng các bậc phụ huynh nên dạy con mình không nên tùy tiện chạy tới chạm vào người khác trong quán cà phê vì như thế là không lịch sự. Và Wan Zhang cũng chưa làm gì quá đáng mà chỉ phản ứng lùi lại theo bản năng mà thôi. Người nổi tiếng có thể khiến chúng ta tò mò, nhưng họ cũng là con người và họ cũng cần được tôn trọng. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về cách phản ứng của Wan Zhang trong trường hợp này?